Đầu tháng 7, quận Tây Hồ, Hà Nội phối hợp với công ty cổ phần sông Potomac tháo dỡ di chuyển du thuyền Potomac ra khỏi hồ Tây. Đây là phương tiện nổi cuối cùng được tháo dỡ khỏi hồ sau nhiều năm hoạt động của các phương tiện nổi ở hồ lớn nhất Hà Nội bị đình chỉ. Với kết cấu chủ yếu bằng thép, công nhân phải rất vất vả dưới trời nắng nóng cắt phá từng phần con tàu để đưa lên bờ. Ngừng hoạt động 5 năm nay, nhiều phần của con tàu đã mục nát, dài khoảng 40 mét, trọng lượng 80 tấn. Potomac từng là điểm đến ưa thích của người dân thủ đô cũng như khách du lịch khi đến Hà Nội. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân Hà Nội yêu cầu chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí, nuôi trồng, khai thác thủy sản trong phạm vi quản lý Hồ Tây. Sau đó, các phương tiện, nhà hàng, du thuyền nổi như Potomac được di chuyển về vị trí tập kết, lên kế hoạch tháo dỡ. Tuy nhiên, các chủ sở hữu không muốn tốn thêm chi phí nên các phương tiện nổi này bị bỏ hoang nhiều năm. Năm 2021, việc tháo dỡ mới được triển khai trên thực tế. Tính đến trước ngày 16 tháng 5, quận Tây Hồ đã di dời 146 trên 147 phương tiện thủy ra khỏi Hồ Tây. Dự kiến, việc tháo dỡ Potomac, phương tiện nổi cuối cùng sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7.